Vâng, Đá Phong Thủy ANG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Thì hiện nay trong cái ngành ngọc học của Việt Nam chúng ta đang dần dần già và đang trong cái đà phát triển. Thì như các anh chị kinh doanh thì hiện tại chúng ta vẫn phải đem những cái viên đá thô sang nước ngoài như là Campuchia hoặc Thái Lan để mà biến chuyển những cái viên đá của chúng ta từ chất lượng sơ cấp lên thành chất lượng cao cấp. Thì hiện tại ở hơn 400 video của ANG thì có 2-3 video mô phỏng về cái quá trình nâng cấp chất lượng của đá trong ngành trang sức và trong ngành ngọc học hấu vị ha. Thì hiện tại ANG muốn giới thiệu đến quý vị một cái tin vui, đó là chúng ta đã từ phía ANG ha, phối hợp với một số anh em bên ngành địa chất cũng như là bên ngành hóa học để đúc kết ra được một cái cách thức mà có thể là biến chuyển những cái viên đá từ chất lượng sơ cấp lên thành những cái viên đá chất lượng cao cấp theo cái quá trình như là thúc đẩy sự phát triển của đá trong thiên nhiên ha quý vị ha, để nhằm nâng cao cái độ tinh khiết của đá lên. Cái này là chúng ta chưa nói về màu sắc. Thì hiện tại ANG đã hỗ trợ anh em và đúc kết ra được một cái nguyên lý mà giải quyết tốt nhất để mà hỗ trợ cho cái ngành đá quý trang sức của chúng ta, là biến những cái viên đá sơ cấp thành những cái viên đá chất lượng cao cấp. Thì ở cái video này chúng ta sẽ tìm hiểu và thương thảo về vấn đề giải quyết những cái viên đá trang sức và cách mà chúng ta biến chuyển những viên đá sơ cấp thành cao cấp từ Việt Nam chúng ta lẫn nước ngoài hết vậy ha. Và ở ANG hiện tại đang có thể là giải quyết được một số dòng đá bán quý. Còn về cái dòng đá cao cấp hơn như là sapphire và ruby thì ANG đang trong cái giai đoạn thương thảo quý vị ạ. Thì đó cũng là một tin vui, vì hộ kinh doanh của chúng ta sẽ không còn phải tốn kém đi sang nước ngoài để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Thì video này thì chúng ta chỉ ở góc độ là thương thảo và trao đổi và chia sẻ để quý vị có thể hiểu rằng là ANG cũng đã khiến cho cái ngành ngọc học của Việt Nam chúng ta nó có thể chuyển mình hơn quý vị ha. Bởi vì ở một số cách nâng cấp ở Việt Nam chúng ta thì có nói chung là anh em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, và chất lượng cho ra vẫn chưa có đạt quý vị ha. Và những cái video của ANG á, như quý vị thấy là mô phỏng về cái quá trình nâng cấp chất lượng đá cũng như là quá trình xử lý nhiệt, đó là một cách thủ công là chích lửa trực tiếp vào viên đá. Còn ở sự thương thảo giữa ANG và một số anh em bên ngành hóa chất cũng như là bên ngành địa chất thì đúc kết ra được một cái vấn đề, đó là sẽ làm cho một cái viên đá biến chuyển, thúc đẩy và nâng cấp một cái viên đá từ chất lượng sơ cấp lên cao cấp một cách tốt nhất có thể và không có ảnh hưởng nhiều đến đá. Rồi thì mời quý vị cùng ANG chúng ta xem cái hình thức của nước ngoài người ta làm về người ta nâng cấp những viên đá như thế nào hả quý vị ha. Rồi ANG sẽ âm thầm hỗ trợ và sẽ chia sẻ đến quý vị để khiến cho cái ngành ngọc học của Việt Nam chúng ta nó cũng có thể phát triển so với nước ngoài hả quý vị ha. ANG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ Đá Phong Thủy ANG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, nói về nâng cấp chất lượng của đá hoặc là cải thiện độ tinh khiết của đá thì như quý vị cũng biết về da ha, da là một trung tâm kiểm định cũng như là họ có những cái quy trình và họ nhận nâng cấp hoặc là cải thiện một cái viên đá từ chất lượng sơ cấp lên tới cao cấp. Thì như quý vị cũng biết rằng là mỗi một người thì họ có một cái quy trình riêng,
mỗi một cơ sở có một cái quy trình riêng, và cái bí quyết đó nó luôn luôn là không có sự chia sẻ rõ ràng và rành mạch ha. Thậm chí là ở đây L&T chia sẻ đến quý vị cũng chung chung, bởi vì nó có liên quan đến một số vấn đề quý vị ha. Thì tế nhị nên mình không có thể nào mình chia sẻ tất tần tật lên đây được. Thì ở nước ngoài có một số dịch vụ họ có thể biến chuyển những cái tro cốt của người đã mất thành những cái viên kim cương ha quý vị ha, để chúng ta có thể như là mang người thân bên cạnh của chúng ta. Từ cái tro cốt đó họ dùng áp suất lẫn cả nhiệt độ để kết tinh, để tạo thành một viên kim cương hoàn toàn là thiên nhiên, nhưng với cái giá thành cao hơn viên đá, viên kim cương thiên nhiên nhiều hơn vậy ha. Bởi vì cái quá trình mà làm ra một viên kim cương hoàn toàn là thiên nhiên á, nó không phải là dễ, không phải là rẻ. Cái giá thành để mà làm ra một viên kim cương thiên nhiên nó còn cao hơn giá tiền mà quý vị mua một viên đá thiên nhiên. Nhưng mà cái giá trị nó ở đây là chúng ta có thể mang cạnh, mang người thân của chúng ta ha, một người đã mất bên thành một cái hộp kim cương rất là giá trị bên cạnh chúng ta. Và có nhiều người họ tìm đến cái dịch vụ đó và họ bật khóc khi mà nhìn thấy cái viên kim cương rất là đẹp trên cái món trang sức của họ, từ cho bụi của người thân của họ. Thì ở trong Ngọc Học thì như quý vị cũng thấy có rất là nhiều vấn đề mà vấn đề ở đây là L&T có một cái nguyên lý và một cái cách thức để mà nâng cấp cũng như là cải thiện về cái chất lượng của một viên đá qua thương thảo. Thì đây cũng là một cái bước tiến rất vui và rất mừng L&T muốn chia sẻ với quý vị. Nhưng mà hiện tại là chúng ta vẫn còn đang cập rập với lại cái hàng sapphire hả quý vị ha. Bởi vì mỗi một dòng đá ngoại trừ yếu tố như là áp suất, nhiệt độ lẫn cả chất phụ gia. Và chất phụ gia của chúng ta thì nếu như mà quý vị không rành, không am hiểu thì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề như là cháy nổ. Nên thành ra là ở video này không thể chia sẻ bài bài được các quý vị ha. Thì L&T chỉ chia sẻ với một cái góc độ, một cái góc nhìn rằng là quý vị có thể thấy là Việt Nam chúng ta không phải như ngày hôm qua các quý vị ha. Rồi thì rất cảm ơn tất cả các anh chị cũng như là tất cả các bạn bè đã đồng hành cùng L&T và theo dõi L&T các quý vị ha. Và nếu như mà quý vị cảm thấy video có thú vị thì vui lòng đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái chia sẻ từ đá trang sức cao cấp thiên nhiên cũng như là về những cái vấn đề liên quan đến phong thủy, một cái vấn đề mà liên quan đến vận may quý vị ha. Bởi vì chúng ta không thể nào mà dùng đồng tiền để mà mua may mắn ở bất kỳ đâu cả. Thì khi mà chúng ta tìm đến phong thủy là chúng ta tìm đến vận may, mà vận may không phải là cho bản thân của chúng ta. Chúng ta có thể tặng cái vận may đó cho người thân yêu của chúng ta, ví dụ như là con cái cha mẹ hoặc là chồng vợ hả quý vị ha. Và xuyên suốt thời gian qua thì phong thủy bên L&T chưa hề bị một cái sự phàn nàn nào cả. Tôi thì cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng L&T và cảm ơn quý vị đã tin dùng L&T nhé. Xin chào và tạm biệt quý vị ạ. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau ạ.